Rồi thứ nhất là trong cái Win 11 và Win 10 của các bạn hiện nay á, nếu như mà các bạn chọn cái ngôn ngữ là tiếng Việt hoặc là chọn cái địa phương là tiếng Việt thì Windows nó tự Việt hóa luôn. Cái chỗ là My PC và Document thì nó đổi thành là PC này và tài liệu. Thì chính cái chữ này nó làm cho trong cái thư mục mà chứa cái project của mình có tiếng Việt và chạy bị lỗi. Cho nên khi mà các bạn tạo thư mục thì các bạn vào ổ C giúp cho thầy, new cho thầy một cái folder ở bên trong này. Bạn nào chưa thì làm giúp thầy. Lưu là com 108 ở trong ổ đĩa C hoặc ổ đĩa nào? D. Rồi, nếu như mà máy của các bạn lưu nhiều môn thì các bạn tạo thư mục là FPT Polytechnic. Rồi, new trong này cho thầy một cái folder là com 108. Rồi. Trong này chúng ta sẽ làm từ lab 1 cho đến lab 8 luôn. Được chưa? Rồi, các bạn sẽ new cho thầy một cái folder số thứ tự, ví dụ 01 mã số sinh viên BS 18201 tên. Không dấu nha. Tên ở đây cũng không dấu luôn. Nói chung là trên đường dẫn của chúng ta không có bất kỳ một cái dấu tiếng Việt nào hết. Rồi. Mình có folder ở đây. Đây là cái folder để chứa nè. Con 108. Số thứ tự, mã số sinh viên, tên. Bây giờ mình tạo project đầu tiên. Các bạn sẽ vào new project. Chọn C. Chọn ở đây lab 1 thôi cho nó gọn. Bởi vì mình sẽ lưu trong cái thư mục của mình rồi. Được không? Lab 1. Làm đúng giùm thầy nha, để nó khỏi bị trùng file. Rồi trong cái lab 1 của mình thì mình lưu ở đâu? Mình lưu ở trong đây. Com 108 đâu? Ổ đĩa C của mình đâu rồi? Ổ đĩa C FPT com 108. Quang Bình, mở nó ra giúp thầy. Này là thư mục tổng hồi nãy của mình nè, chứa nhiều lab. Mở này ra. Chưa có lưu vội nha. Mỗi rosette các bạn tạo cho thầy một thư mục riêng. Vậy bây giờ chúng ta đang tạo một cái project để chúng ta làm lab 1. Các bạn chọn new cho thầy lab 1. Rồi, mở thư mục lab 1 ra. Lưu. Rồi, sau khi mà các bạn tạo ra rồi thì phía trên này nó sẽ tạo ra một cái file là main.c. Ctrl S để lưu cái main.c này thành gì? Đúng rồi, vô cái thư mục lab 1 và lưu cái tên là lab 1 luôn. Để cho nó dễ. Rồi, ok. Như vậy thì sau khi mình tạo như vậy, chúng ta đã có nè. Ổ đĩa C FPT Polytechnic com 108 thư mục của mình lab 1, thấy chưa? Đó, lab 1. Như vậy đường dẫn của mình như vậy rất là dễ quản lý. Sau này lab 2 thì mình sẽ tạo cái folder lab 2. Rồi. Ở trong này chúng ta sẽ viết một cái đoạn chương trình nhập vào mã số sinh viên, nhập vào họ tên, nhập vào điểm. Và bây giờ thầy sẽ demo cho các bạn hết luôn các cái yêu cầu của bài 2 lớp 1 luôn. Đây, điểm, năm sinh, họ tên. Chúng ta sẽ khai báo biến. Trước tiên, chúng ta muốn quản lý thì chúng ta phải khai báo biến. Vậy chúng ta cần những biến nào? Mã số sinh viên là dạng chuỗi, đúng không? Hồi nãy chúng ta tìm hiểu rồi, chuỗi thì nó là cha sao.
mã, số, sinh viên. Khoảng bao nhiêu ký tự là được? Của mình là 7 thì mình cho là 10 đi. Rồi. Character cho họ tên. Họ tên 50. Rồi. Năm sinh in. Năm sinh chấm phẩy plot điểm trung bình chấm phẩy. Như vậy cái đoạn này mình cần lưu cái gì thì mình khai báo cứ biến. Có cái tên dễ nhớ, có cái kiểu dữ liệu tương ứng với cái mình cần lưu. Sau đó xuống đây mình sẽ đi đến một cái đoạn là nhập nhập dữ liệu. Nhập. Như vậy nhập thì chúng ta sử dụng cái lệnh scan. Lệnh scan. Nhưng để mà dễ thấy là muốn nhập cái gì thì các bạn nhớ sẽ sử dụng câu chào hoặc là câu gợi ý để mà biết đường là nhập cái gì, chứ không làm sao biết nó xuất ra, nó đang nhấp nháy để mà chờ mình nhập á, nhưng mà không có cái câu thông báo thì mình không có biết. Rồi ok, như vậy lúc đầu mình muốn nhập mã số sinh viên thì chúng ta sẽ ghi là print print nhập vào mã số sinh viên hai chấm cách ra. Để làm gì? Tí nữa nó xuất câu thông báo này nó có hai chấm, mình biết là đang chuẩn bị nhập chỗ này. Cách ra một cái để nó dễ nhìn. Còn nếu các bạn không có cái này cũng được, không sao cả. Nhưng hai chấm cách ra dễ nhìn. Và cuối mỗi câu lệnh đều có dấu chấm phẩy. Đây là câu gợi ý hoặc là câu thông báo. Xuống bây giờ mới đến lệnh nhập nè, scan. Scan thì có định kiểu nhập. Cái của mình đang muốn nhập mã số sinh viên. Nó là cha sao, tức là ở dạng chuỗi thì chúng ta định kiểu nó bằng cách phần trăm s, và đặc biệt là cái dấu sao này nè thì không có đưa cái dấu và vào mà mình đưa mã số sinh viên luôn, không có dấu và. Nó có hai cái chỗ này phải lưu ý. Mình đã nhập được mã số sinh viên. Tương tự như vậy, print nhập họ và tên hai chấm cách ra chấm phẩy scan scan phần trăm s phẩy họ tên. Rồi mình đã nhập được họ tên. Xuống dòng print nháy kép. Ở đây năm sinh kiểu in chúng ta dùng phần trăm d. Cái này nó là kiểu dữ liệu gì, phần trăm gì thì trong cái slide của mình có, mình sẽ tham khảo, hoặc là cái trang hồi nãy đó định kiểu thì nó có, nhưng mà chúng ta học thì chỉ có vài cái thôi thì cũng dễ nhớ thôi. Phần trăm s, phần trăm c, phần trăm d, phần trăm f. Đó, một vài cái thôi. Mình cứ từ từ sẽ nhớ, không vội. Không có vội ha. In phần trăm d phẩy, và đặc biệt hồi nãy thầy nói đặc biệt nè. Đối với lại cái cha sao thì cái chỗ nhập chúng ta không có dấu và mà chúng ta chỉ để là mã số sinh viên, họ tên. Nhưng với điểm bạn thêm giúp thầy và xin lỗi năm sinh chứ. Rin, rin, rin. Thầy bị nhầm rồi, liệu rồi. Chỗ này nhập năm sinh cách ra
dưới này mới scan. Scan năm sinh nó kiểu ở trên này mình khai báo là kiểu in. In thì định kiểu của nó là phần trăm D phẩy dấu và năm sinh. Đó, nó khác tí xíu nha. Tương tự như vậy, print nhập điểm, nhập vào điểm trung bình cách ra chấm phẩy scan phần trăm. Nếu như các bạn dùng kiểu là float thì nó sẽ là phần trăm F. Phần trăm F. Rồi, phẩy và biến ở trên này mình khai báo là gì? Điểm TB. Phẩy. Vậy, sau khi mà chúng ta code xong như vậy, chúng ta sẽ thử coi là cái đoạn code của mình hiện nay nó có bị lỗi gì hay không. Thì chúng ta nhấn F9 để nó biên dịch thử. Không lỗi ha. Đó. Như vậy với một cái đoạn chương trình mà các bạn viết nhiều thì các bạn đến cứ F9 để kiểm tra từng đoạn một. Nếu có lỗi mình sẽ phát hiện ngay, nó sẽ dễ hơn. Còn nếu mà mình viết quá nhiều thì khi đó mình check lỗi nó hơi khó, được nhưng mà nó hơi mệt. Rồi. Ở đây cái đoạn này của mình là mới nhập dữ liệu thôi. Bây giờ nhập xong lưu rồi đó. Mình bây giờ xuất dữ liệu nè. Xuất dữ liệu. Xuất thì mình sẽ dùng lệnh print thôi. Print. Print cái gì? Mình để là thông tin sinh viên. Mình xuất ra cái câu thông tin sinh viên cái đã. Rồi ok, tí nữa nó sẽ có một chút vấn đề mình phải lưu ý. Mình sẽ xuất ra mã số sinh viên 2 chấm cách ra. Chỗ này phần trăm S phẩy mã số sinh viên. Vậy mình ghi cái gì vậy? Chỗ này mình ghi gì đây? Mình muốn xuất mã số sinh viên mà mình đã lưu ở trên lúc nãy mình mới vừa nhập xong. Xuất thì nó sẽ xuất vô đâu? Xuất vô đây. Mình muốn xuất kiểu gì thì mình định kiểu đó. Rồi. Mã số sinh viên. Tiếp. Mình sẽ print họ và tên. Hai chấm cách ra. Họ và tên kiểu dữ liệu là chuỗi luôn. Phần trăm S tiếp. Phẩy họ tên. Rồi tiếp. Print năm sinh. Năm sinh kiểu phần trăm D phẩy năm sinh chấm phẩy. Print điểm trung bình. Rồi, 2 chấm phần trăm F phẩy điểm TB chấm phẩy. Đó. Như vậy, cấu trúc của mình xuất thì các bạn sẽ xuất như thế này. Chạy thử nha. Tí nữa nó sẽ có chút xíu vấn đề chỗ này. Rồi, chúng ta sẽ chạy F9, không lỗi, F10 để chạy, hoặc là chúng ta nhấn F11 luôn, vừa dịch vừa chạy. Nhập mã số sinh viên, ví dụ PS18201, họ và tên, Bình, năm sinh, 2000.
Điểm trung bình 9. Enter. Sao đây? Thông tin sinh viên, mã số sinh viên, họ tên Bình Nam. Bị gì? À, nó không có xuống dòng cho nên chúng ta nhìn không có rõ. Được không? Như vậy chỗ này chúng ta muốn xuống dòng thì các bạn sẽ thêm giúp cho thầy một ký tự xuống dòng. Đúng rồi, mấy bạn giỏi quá. Biết xịt N luôn, giỏi rồi. Rồi tiếp tục. Chỗ này sau khi xuất họ tên xuất mã số sinh viên xong, xịt N. Xuất họ tên xong, xịt N. Xuất năm sinh, xịt N. Và cuối cùng xịt N. Được không? Dễ không ta? Dễ. Dễ. Không khó đâu. Rồi, chạy lại. Mã số sinh viên PS18201, tên Bình, năm sinh 2000, thầy sinh 2000 được không? Ok. Vậy hả? Rồi. Được chưa? Giả sử đi, bây giờ chỗ này sau khi nhập xong, mình thấy chữ thông tin sinh viên ở đây nhưng mình nhớ dính liền luôn. Phân biệt khó quá. Thầy muốn nó xuống dòng cái rồi đã xuất chữ thông tin sinh viên làm sao? Xịt chỗ nào? Bạn nào nói cho thầy nghe xịt chỗ nào? Ai? Có điểm cộng nè. Là ở đâu? Dòng mấy? Dòng mấy? Dòng đó là dòng nào? Rồi, dòng 24 thì sao nữa? Sau bằng chấm F hả? Được không ta? Dòng 23. Dòng 23 mà em xịt N ở đây thì nó ra một cái câu thông báo, xong nó xuống dòng, nó mới nháy, nó chờ mình nhập. Như vậy không tốt. Dòng. Dòng 27. Xịt N trước đi rồi xuất 6. Xuống dòng đi rồi xuất. Hả? Được không? Rồi. Được. Thì xuống dòng trước rồi xuất 6. Còn cái này là xuất trước rồi xuống dòng 6. Muốn sao cũng được hết. Quan trọng nhìn được là được. Bạn trai em không cần đẹp trai, nhưng mà nhìn được là được. Nhìn được biết nhiêu là được. Có tiền là được, 5.000 cũng có tiền, mà 5 tỷ cũng có tiền, nhiêu là được.